tay nhau chỉ vì quá hiểu nhau. Những thứ mình trao không còn ý nghĩa nữa rồi. Dừng lại đây thôi để cho duyên phận đưa lối. Thời gian đã qua chúng ta lạnh nhạt với nhau. Hẹn thế ban đầu quan trọng gì nữa đâu. Hôm nay mất nhau tim lại nhói đau quá nhiều. Tình yêu thật sự ngang trái thế sao. Lúc ở bên cạnh nhau tại sao chẳng biết trân trọng nhau vậy. Sao hôm nay đây?